Thưa quý vị, chấp hành đèn tín hiệu giao thông tưởng chừng như là chuyện quá đơn giản, bởi vì ngay cả một đứa trẻ ở bậc học mầm non cũng được chỉ dạy rằng đèn xanh là được đi, đèn đỏ dừng lại và đèn vàng là di chuyển chậm để chờ tín hiệu giao thông. Thế nhưng trong thực tế, việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông lại không hoàn toàn diễn ra như vậy. Chúng ta cùng theo dõi những hình ảnh minh họa cho điều này. Vượt đèn đỏ là hành vi bị nghiêm cấm trong quy tắc giao thông đường bộ, bởi vì hành vi này là nguyên nhân trực tiếp gây nên tai nạn giao thông. Tuy nhiên, bất chấp quy định, bất chấp nguy hiểm, hành vi vượt đèn đỏ vẫn diễn ra phổ biến. Xe cộ rất là đông trên cái đường quốc lộ 51 này, có cảnh sát giao thông là xe cộ bất cứ là nó cũng chấp hành luật giao thông, còn không có là bắt đầu đèn ung động gì nó cũng chạy đó, bất cứ là nó chỉ biết dành đường nó đi thôi, chứ còn nó không có nghĩ là cái tính mạng của con người đó. Tai nạn giao thông là chỉ là vượt đèn xanh đèn đỏ là bị thôi, rất là nhiều cái vụ đó. Cái dường như mình nghĩ cái đèn của mình đứng lại thì đâu sao, mình nghĩ còn có một giây nữa mà cứ vượt là cái thằng kia đâm ra bị đụng. Xuất hiện từ năm 1920, đèn tín hiệu với ba màu xanh, đỏ và vàng do sĩ quan Mỹ tên là William Post phát minh để đặt ra một tiêu chuẩn thống nhất cho việc lưu thông trên các xa lộ. Tiêu chuẩn này sau đó trở thành công cụ hữu ích để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà đèn tín hiệu giao thông có ba màu xanh, đỏ, vàng. Tất cả đã được nghiên cứu rất hợp lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Thế nhưng ở Việt Nam, đèn vàng lại là thời điểm dễ xảy ra tai nạn giao thông nhất. Rõ rồi, đèn xanh thì được phép đi, đèn đỏ thì bắt buộc phải dừng lại. Còn đối với trường hợp đèn vàng thì chúng ta cũng bắt buộc phải dừng lại, trừ trường hợp chúng ta đã đi quá cái vạch dừng ở dưới chân cột đèn rồi thì chúng ta được phép đi tiếp, nhưng phải đảm bảo an toàn trong trường hợp này. Và một cái tình huống nữa đó là chúng ta hấp tấp để chúng ta đi ở những giây cuối cùng của đèn xanh, không có sang đèn vàng, đèn đỏ lại mất công dừng lại. Thế đến ngã đường bên kia là đèn đỏ. Thế đèn đỏ, chúng ta chờ đèn đỏ lâu quá rồi, mấy chục giây rồi. Đến những giây cuối cùng chúng ta lại vội vàng. Nên là hai cái luồng xe này, hai cái trường hợp này rất dễ tông nhau và gây tai nạn. Và trên thực tế, hầu hết các cái trường hợp mà tai nạn tại khu vực giao lộ lại rơi vào cái trường hợp như vậy. Trường hợp vượt đèn tín hiệu diễn ra phổ biến nhất là rẽ phải, dù không có biển báo cho phép rẽ, hoặc đi thẳng mà không có biển báo cho phép đi thẳng tại khu vực ngã ba nơi có đèn tín hiệu. Nguyên nhân là do người tham gia giao thông thường cho rằng khả năng gây nguy hiểm từ hành vi này hầu như không đáng kể. Còn đây là một trường hợp khác. Đèn tín hiệu này có biển báo phụ cho phép người tham gia giao thông rẽ phải khi đèn đỏ. Song hình ảnh thường thấy nhất vào các khung giờ cao điểm là người có nhu cầu rẽ phải không thể rẽ phải đúng quy tắc mà phải leo lên vỉa hè để rẽ phải. Nguyên do là vì những người đến trước không có nhu cầu rẽ phải đã đậu xe kín lối. Cái trường hợp mà khi mà đèn đỏ mà có tín hiệu là được rẽ bên phải chị, thì người ta đậu xe chị, thì người ta tránh hết cái làn đường của người rẽ, gây tắc giao thông, nhất là những đoạn mà qua ngã tư với lại Bùng Binh như thế này. Bắt buộc là người ta có thể là ta phải leo lề đi, cũng có thể xảy ra trường hợp là tranh cãi, cũng mất trật tự. Xoay quanh một vấn đề nhỏ như việc chấp hành đèn tín hiệu giao thông đã có quá nhiều vấn đề đáng nói. Điều này cho thấy việc xây dựng văn hóa giao thông vì một môi trường giao thông an toàn vẫn còn nhiều trở ngại. Tất cả đều xuất phát từ ý thức chấp hành luật giao thông của một số người dân còn hạn chế.